do sự đánh bắt trái phép nè, rồi đánh bắt mà không có sự nuôi dưỡng đó, nên là nữ là thủy sản chết cạn kiệt gần hết rồi. Hai cái. Hai cái hả? Rồi xong, lại cái câu nào đây cho con ngồi tâm sự với ông tí xíu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt bình của tỉnh Đồng Tháp. Và như clip trước cô bác quý anh chị có xem về chú Bên, một ông cụ gần 80 tuổi hàng ngày phải giăng lưới kiếm sống cùng với người vợ của mình. Chú cũng có nói về cái hoàn cảnh của ông Hai 80 tuổi rồi. Thì ông Hai này ổng muốn xin cái chiếc xuồng cũ của chú Bên sau khi được Mạnh Thường Quân là vợ chồng anh Bình ở Canada hỗ trợ đó. Thì ông Hai này muốn xin cái chiếc xuồng đó lại. Thì do chú Bên chưa đóng được cái dáng của chiếc xuồng mới á, nên là nữ là ông Hai hàng ngày vẫn đi mưu sinh kiếm sống trên cái con gạch nhỏ này rất là sâu nha cô bác quý anh chị. Và ông Hai nghe nói rằng là ông Hai đặt giớn á để mà bắt những cái con cá, những cái con ốc để mà nuôi một người vợ không thấy đường của mình. Và hiện nay á Bùi Hồ đang ngồi trên cái chiếc xuồng mượn của một người dân gần đây. Và cô bác quý anh chị thấy ông Hai đằng xa xa kia không? Đó là ông Hai đang đổ giớn đó cô bác quý anh chị. Và Bùi Hồ có nhờ anh này chở Bùi Hồ đi. Bây giờ mà cô bác quý anh chị xem cuộc sống của ông cụ ngoài 80 tuổi hàng ngày phải mưu sinh trên cái con sông này với cái nghề đổ giớn bắt cá để nuôi vợ của mình. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Và đằng kia đó chính là ông Hai cô bác quý anh chị. Mỗi ngày như vậy thì ông này là ông Hai hay ông Năm anh? Ông Hai. Và mỗi ngày thì ông Hai phải đi đổ giớn 2 lần nữa. Buổi sáng một lần và buổi chiều một lần. Cái con kênh này thì cô bác quý anh chị cũng đã biết rồi, rất là ít cá. Và việc mà kiếm cá để mà bán trên những cái giớn của mình á thì là một điều gì đó nó khá là khó. Và chỉ đổ để mà sống đắp đổi qua ngày thôi, dư được ít nào thì sẽ mua gạo nè, mua đồ ăn nè. Cái này là cái ở người dân ở đây kêu là 12 cửa ngục á. Vì lạnh nên ông Hai phải hút một cái điếu thuốc ha. Ông Hai thì không có chiếc xuồng nào cả, còn khổ hơn chú Bên nữa. Chú Bên này có được cái chiếc xuồng một kiện cũng đỡ hơn là phải lội bộ như thế này. Ông Hai là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ông Hai? Thiệt 84. Ô trời ơi. 84. 84 mà còn trầm mình ở dưới nước. Trong giấy 89. Vì đó công tác đó. Có rồi phước lên 5 tuổi. Dạ. Ông Hai được bao nhiêu cái cửa ngục như vậy? Hai cái cửa ngục. Hai cái. Ba cái giớn à. Là 5 cái. Những cái giớn đằng kia là của ông Hai đó hả? Cái giớn đằng đó đó hả? Cũng có, đó của đó. Con cái này nè. Cái trên này. Cái trong này cái. Lội bộ không hả ông Hai? Lội bộ. Rồi lạnh không? Không. Ngày đổi giớn mấy lần? 2 lần. Một cái cửa ngục vậy là ông Hai phải mua bao nhiêu tiền? 200 mấy. 200 mấy. Đặt được mấy mùa thì nó hư không Hai? Chuyện nào nó hư thì nó biết rồi. Ngoài đặt giớn với lại cửa ngục để mưu sinh thì còn có làm thêm nghề gì không? Không. Nuôi ba cá. Đặt giớn bắt cá nuôi. 84 tuổi rồi cứ lội bộ vậy đó, nhằm khi ở dưới này có những cái vật dụng mà người ta vứt xuống nó không cần thiết á, đôi khi cũng bị hoặc là miễn của vỏ ốc cơ bác anh chị, bắt ốc nữa, bắt ốc để bán hay sao ông Hai? Cá cho cá ăn, đâu đổ được nào đâu cho con coi với, ốc
À, có được con cá nào không? Không. Anh vơi xích vô giùm em tí. Đâu cá dụng là cá nào đâu, con chưa có biết cá dụng luôn á. Con cá cầu này kia. À. Cá bóng ít. Bữa nay không có chạy cá trê cá gì cá. À, cá dụng này em lấy là bắt làm gì không hay? Con cá à. Được con cá bóng tượng nè. Ờ, bóng tượng nuôi. Con này ông nuôi lại ha. Ừ. À, cá bóng tượng này có bán không chị? À. Rồi giờ trúng nhất là ngày bán được nhiêu? Đâu có bán cái gì đâu. Sao không bán? Chỗ cá ăn không à. Rồi dư? Không có cá gì đâu bán. Rồi làm gì để có tiền ông hai? Hả? Làm gì để có tiền? Thì xã hội người ta cho. Dạ. Có tép kìa ông hai. Ờ. Ừ. Con nghe nói là ông hai chỉ sống với bà hai thôi hả? Ừ. Ốc này ông hai là đập ra cho cá ăn. Nấu rồi lại ra. Dạ. Dạ ông hai nuôi cá gì? Nuôi cá trê. Cá lóc. Có mua coi nữa cái cá bẩu, cá sặc bẩu với cá thấy không? Cá trai trượng. À, 84 tuổi vẫn còn mưu sinh nha cô bác anh chị. Hay nói cuộc sống ở quê đối với những ông cụ như thế này cũng còn sức khỏe thôi là một điều gì đó rất là may mắn rồi. Không biết thì cô bác anh chị như thế nào chứ 84 tuổi thì còn sức khỏe như ông hai là một điều gì đó rất là hiếm hoi, mà đặc biệt là phải lao động với chân tay như thế này, trùm mình ở dưới nước. Sáng mấy giờ là ông hai phải đi thăm giớn? 6-7 giờ. 6-7 giờ. Chiều là cứ 2-3 giờ đi thăm lần. Ừ. Cái này đổ rồi. Bảy. Ngày là đi hai lần. Ừ. Đó. Mắt ông hai cũng còn sáng gỗ á ha. Sáng được. Đọc chữ được mà. Ồ. Ông hai có con cái gì không ông hai? Có chồng có vợ hết trơn rồi. Dạ. Còn có mình ông hai với bà hai thôi. À. 84 tuổi rồi. Đặt rồi. Đặt lại. À, cứ đặt vậy á, ốc nó vô thôi à. Để cho con cá nó ăn ốc thì đỡ tốn tiền hơn. Tại vì không ấy thì phải mua thức ăn. Sâu lúc đầu luôn không ông hai? Sâu lắm. Cái này là cái con kênh này mới nạo vét á, nên là nữ là chắc khoảng hơn 2 mét á. Trời ơi trời. Cô bác anh chị á, có nhiều ba mẹ của cô bác anh chị có điều kiện á, thì bây giờ là cái tuổi nghỉ già, nghỉ hưu, nghỉ dưỡng rồi. Còn bây giờ ông hai thì vì cuộc sống nó khó khăn, vốn dĩ đã khó khăn thì nên thành nữ là phải mưu sinh. Trúng ông hai không? Không sao. Cái con kênh này bây giờ nó cũng ô nhiễm quá, do người dân á họ sử dụng cái hộ quăng rác ở dưới này nè, nên thành nữ nó rất là nhiều những cái bọc ni lông á, những cái túi ni lông á. Vấn đề môi trường là một cái vấn đề nhức nhối các bác anh chị. Ờ, ôm cái thao lội kìa, thấy không? Không biết là mình tới 60-70 tuổi có còn được sức khỏe với ông hai không? Ông hai 80 mấy tuổi ông lội thương ghê á. Lặn luôn rồi ông hai, lặn luôn rồi. Tắm luôn hả ông hai? Ồ. Năm cái ba cái cửa ngục và năm cái vớn, vậy thì ông hai sẽ mất bao nhiêu thời gian? Đẩy xuồng cho nó khỏi trôi ông hai. Không phải là cái thao này đẩy xuồng đi ông hai. Đó, không phải là chắc có lẽ là cô bác anh chị có muốn bùi hồ mà trầm mình giống như ông hai đi đổ vớn ông hai thử không? Bùi hồ sẽ đi.
cùng với ông Hai. Cái này là cá dớn nha các bác anh chị. Đây là một cái hình thức bắt cá của người Việt Nam nói chung và của người Nam Bộ nói chung. Những cái con cá nó sẽ lội được men theo cái lưới ở kia và nó sẽ vào cái ở cái này gọi là kêu lại cái ụ đúng không anh? Cái ụ dớn đúng không? Cái dớn. Dạ. Cái dớn này nhỏ thôi. Lâu lâu thì mình sẽ di chuyển cái dớn này một lần. Vì cái dớn này nó đặt chỗ hoài, nó cá nó không có chạy nhiều. Rồi, à, gần lại ông Hai ơi. Đợi cho con coi với, có cá không? Con nghe nói ông Hai là hỏi ông chú bên ông ở trên kia để ông Hai xin cái xuồng cũ hả? Ông Hai có cần cái xuồng cũ không? Thì, có xuồng cũ cũng đỡ, gì cũng đỡ hơn. Anh xích lại cho em với anh. Dạ, coi chừng. Ông Hai ơi, đổ qua đây cho con coi với, được cái gì á? Cá bảy chầu. Do sự đánh bắt trái phép nè, rồi đánh bắt mà không có sự nuôi dưỡng á, nên là nữ là nguồn lợi thủy sản với lại chất hóa học của thuốc sâu á, xả ra từ những cái con ruộng lúa, nên là nữ là thủy sản chết cạn kiệt gần hết rồi. Ông hai cho à, lắm có cái đó con rồi đây này được mấy con tép này bán nhiêu ký? Có bán gì đâu vậy, trái tép này ông Hai để về kho xả nè, kho lạc ăn à, có con cá sặc này cô bác anh chị. Cá sặc này là cá sặc nút, tại vì ở lưng nó có một cái nút á. Cá sặc này người ta sẽ nấu canh chua đó. Còn cá này cá bảy chầu, nó gọi là cá bảy chầu nhưng mà trong tiếng đúng nghĩa đó cái gì mình cũng không gành. Cá bảy chầu này là cho cá ăn luôn không Hai? Tép này cũng nhiều nè, kho mặn được. Có mấy con cua bé tí à, mấy con cua gì? Con còng không Hai? Con còng à. Con còng này đâu có làm gì được hả? Có làm gì đâu. Ông Hai có ước muốn gì không ông Hai? Ông có ước muốn gì không? Ông có ước muốn gì không? Có gì đâu. Đó, đặt xong rồi thì ông Hai cũng phải căng thẳng nó ra để cho con cá nó chạy vô. Rồi. Rồi, sau đó ngày mai mình sẽ thăm tiếp ha ông Hai. Rồi bây giờ thăm ở đâu nữa? Mới đổ trời. Vậy hả, xong chưa? Ồ, dạ, hai cái hả? Rồi xong. Lại cái câu nào đây cho con ngồi tâm sự với ông tí xíu. À, clip sau thì Bùi Hồ chia sẻ về cái cuộc sống gia cảnh của ông Hai hả cô bác anh chị? Đó, lội xong kìa. À, có chiếc xuồng bên kia anh đây thì ông Hai đỡ hơn. Tại vì lớn tuổi thì cái cơ bắp á, nó dễ bị tơi gút lắm. Nên thành thử việc lội xong như đối với những người trẻ tuổi á, thì nó rất là tốt cho cơ thể. Tuy nhiên là đối với tuổi của ông Hai á, thì hiện nay sức khỏe cũng đã yếu dần rồi vì tuổi tác, nên là nữ là sợ lắm cái việc mà gọi là bị chuột rút với cô bác anh chị, thì nó rất là nguy hiểm đối với ông Hai luôn. Tại vì con sông này, con kênh gạch này nó sâu đến khoảng 2 mét đó. Đây là cái dèo cá ông nuôi hả ông Hai? Dạ, xích lại cho con coi với. Ông đập cho nó ăn hả? À, còn cái cửa ngục nữa đúng không ông Hai? Cửa ngục này chưa, hôm mai mới đổ. Dạ, cứ trầm mình dưới nước à. Đây cái dèo này hả? Cái dèo này hả ông Hai? Dèo này ở đây. Bây giờ làm cho nó ăn hả? Đâu có, chưa, mời ngày mời mới ăn. Nè, ông Hai ngồi trên cái cầu đó, con ngồi tâm sự với ông Hai được không? Được. Ngồi trên cái cầu đó đi. Đây là cái thành quả của ông Hai sau khi đổ một cái cửa ngục và một cái giớn thì được bao nhiêu. Bây giờ chắc có lẽ là ông Hai sẽ lựa ốc ra để mà gọng lại, để dành làm thức ăn cho mấy con cá dưới này. Cá này nè cô bác anh chị, nuôi mồng. Do không có tiền mua thức ăn hay sao ông Hai? Không có tiền mua thức ăn cho cá hay sao?
vô ít vô. Ông Hai ơi, mỗi ngày ông Hai với bà Hai là sử dụng chi phí là bao nhiêu tiền nè? Bả ăn không à, tôi ăn 7 bả được rồi. Ăn 7 bả là sao? Có gì ăn lấy nè. Ông Hai với bà Hai đi, ai nấu cơm? Tôi nấu. Bà Hai có nghe nói đâu mắt mà Hai không thấy đường hả? Không thấy đường. Dạ. Có giấy tờ chứ, giấy bác sĩ. Mỗi tháng thì ông Hai với bà Hai lãnh được bao nhiêu tiền trợ cấp? Có 1.620.000 luôn. Dạ. Rồi đủ sống không? Thì xài hà tiện đủ rồi, con có khi cũng cho. Dạ. Được mấy đứa con không Hai? Bên tôi 9 đứa, có chồng có vợ hết rồi. Ừ, có cho con Hai, ông con Hai có cho con Hai nhiều không? Cũng có khi nó cũng cho đứa 200-300. Tại sao ông Hai cái tuổi này nè mình không nghỉ ngơi đi mà mình phải đi làm vất vả cái gì? Không làm lấy gì sống. 1.6 đâu đủ. 1.6 không đủ đâu. Có nghe ông Hai nói là bên tôi là sao ông Hai? Con bên tôi là sao? Ông Hai là với bà Hai này là gặp sao hay sao? Dạ. Dạ. Có bao giờ tính là nghỉ nghề trầm mình với nước này nữa không? Có bao giờ tính là mình nghỉ làm nghề này không? Làm được thì cái việc làm hoài. Ông Hai đã làm nghề đặt vấn này được bao nhiêu năm rồi? Hồi đó đặt có mãi lâu rồi, rồi có nghỉ, rồi bây giờ đặt bảy lại kiếm ăn, có mình ăn rồi cá ăn vậy thôi. Dạ. Chứ đâu có mua bán gì. Dạ. Cá mắm đâu mà bây giờ cá đâu mà có mà nhiều mà bán, người ta đặt nhiều rồi mới có bán. Rồi gạo ông Hai mua hay là người ta cho? Gạo người ta cho, xã hội người ta cho. Chắc ăn cũng không hết đâu đúng không? Dạ, ăn đủ ăn. Đúng rồi, ăn thì không hết thiệt. Nhưng mà bán mua thuốc bả. À, bán gạo để mua thuốc cho vợ hả? Ừ. Mới ra rẻ lại người ta ăn, mua thuốc cho bả uống. Dạ. Chứ lãnh thuốc già thương uống không hết. Uống hết. Rồi ông Hai sẽ xử lý cái số cá này như thế nào? Mấy con cá bé bé này nè. Cá này hả? Cho nửa đổ bỏ rửa ốc ra đây. Cá này đổ vô vùng. Cho mấy con cá kia ăn. Ừ. Con tượng nó ăn nó lớn. Rồi bao lâu thì ông Hai mới xuất cái mẻ cá của mình bán đi? Cũng chưa biết. Thường là nuôi mấy tháng mới bán không Hai? Đâu có, mới nuôi đây nè. Dạ. Vậy là mới khởi nghiệp ở tuổi 80 thôi. Đâu có biết bán bao nhiêu đâu. Rồi vốn đâu mà ông Hai mua cá? Này cá là giống. Ý con nói là giống đâu mà mua cá giống để nuôi á. Thì cũng tiền con cho đó. Dạ. Mua nó đâu có nhiêu tiền. Mua nuôi được mấy thiên? Ít mà. Có trăm con cá vừa. Cá ta tượng à. Dạ. Với nữa cái cá bổ có 200+. Dạ. Là tổng cộng là vốn của mình là khởi nghiệp là bao nhiêu tiền? 200+ ngàn với lại 100 con cá kia nhiêu tiền nữa? 200+ với bao thức ăn đó. 200+ nữa là 500. Dạ là 500 ngàn là khởi nghiệp làm giàu. Người ta nói giàu nuôi cá, khá nuôi heo, nghèo nuôi vịt mà. Cái khá đâu không biết đó mà. Ông Hai. Ông có ước muốn gì không? Muốn gì à? Có ước muốn chiếc xuồng hay là gì không? Ai thương cho gì thì lấy không? Hay là cho một chiếc phà chịu không? Thôi.
Sao vậy? À, bự cũng được. Con nghe ông chú bên nói là ông xin cái chiếc xuồng cũ của ổng á. Đâu có. Để cho lấy không? Thì cho tôi lấy lui dây bậy nữa chứ. Bây giờ ông hai có ước muốn có chiếc xuồng để khỏi lội qua lội lại không? Ừ. Có ước muốn có chiếc xuồng không? Thì có thì đi nó khỏe hơn rồi. Ông hai, tuổi mình lớn vậy lội có bao giờ bị chuột rút không ông hai? Không có, mình biết mà. Biết hả? Ừ. Tôi thật ông hồi ấy giờ tôi có lẫn mẹ họ ra, tôi chừng nào tôi mạnh lại. Dạ. Ta không có lẫn. Chừng nào mình mạnh lấy. Mình khỏe lại ha. Ừ. Có con cá lóc nữa kìa ông hai. Có. Thả mẹ nó vô trọng. Con cá lóc bé tí nè. Ừ. Nuôi trong mùng cũng có cá lóc nữa. À ha. Để giớn nữa. Ừ. Đổ xong về rồi lụi thủi mình lên vậy á. Ừ. Lựa ba ốc rồi. Có bao giờ dính con cá bự không hay? Cá lau kiến hay là gì vậy? Cá chạy lau kiến, có cá tra. Cá tra nữa hả? Ừ, cá tra, cái giớn đó chạy cá tra bự. Mấy con? Con một. Mừng không? Ăn chứ con gì. Ông hai, hôm nay con được biết đến ông hai thì con muốn hỏi ông hai nè. Ông hai có ước muốn gì không? Có biết em muốn cái gì giờ? Giờ sao không biết? Ước trúng số không? Ừ. Ước trúng số không? Nói chứ trúng số thì ai không ham. Vậy sao không ước? Ừ. Hay là ước có nhà bự không? Thôi. Cái nhà bà lớn còn rách chứ bổ ăn trộm vô lấy cái bao mền giải chứ sợi dây tứ chạy thiết nó lấy bổ một cái ra rồi. Vậy là muốn sửa lại cái nhà không? Muốn mà cỡ này làm sao có tiền sửa. mua cái xuồng nữa, thích mua xuồng nữa đúng không? Ừ. Thích mua chiếc xuồng nữa đúng không? Ông trời đâu mua mới nói gì chứ. Bây giờ nè, ông thích mua xuồng không? Ông lựa cái xuồng khoảng 2 triệu trở lại đi. Thôi. Để con mua cho ông. Thì có xuồng cũ đi bậy bạ cũng được. Thì không thích xuồng mới đúng không? Ừ, xuồng mới đang giữ luôn rồi. Rồi bây giờ là thích cái xuồng cũ. Ừ. Kiếm cái xuồng cũ nào mua đi rồi con sẽ trả tiền cho, con thay mặt quý mạnh thường quân trả tiền cho ông. Ừ. Được không? Có xuồng cũ đi cũng được. Con cho ông thì ông tự kiếm đi, hay là muốn mua xuồng mới thì con kiếm chỗ nào đóng xuồng đóng cho ông. Xuồng cái này ở đây giờ khó kiếm mua. Dạ. Khó mua. Tôi không nghĩ được quá. Giờ... Tuổi cao rồi đúng không? Ông hai 84 là ông hai tuổi thìn hả? Hay tuổi tỵ hả? Chú quê ở đâu rồi? Dạ con gần đây thôi. Gần ở đâu? Con gần đây nè, gần nhà ông hai nè. Con ở trên kia kìa, cách nhà ông hai khoảng chừng hơn chục cây à. Ở đâu? Ở Tân Bình. Tân Bình khúc nào trời? Dạ, hôm nào con sẽ nói cho ông hai nghe. Còn bây giờ ông con hỏi nè, có mạnh thường quân muốn hỗ trợ cho ông hai mua chiếc xuồng thì ông hai có chịu không? Thì nói gì xuồng có thì ham cũng có đi mần ăn dân lưới rồi chơi được, còn không có xuồng lấy gì mình dân. Có xuồng mua lưới dân được không? Khỏi đi lội nữa. Được. Vậy ha. Ừ. Bây giờ là sẽ mua cho ông hai một cái chiếc xuồng để ông hai giăng lưới khỏi lội ở dưới nước nữa, hoặc là khỏi lội trên ngang sông nữa ha. Giăng lưới mà không có xuồng giăng không được quá. Dạ. Rồi bây giờ một á là con cho ông hai 1-2-3 ngày để ông hai kiếm chiếc xuồng ha. Ừ. Cũ hoặc là con chở ông hai đi mua chiếc xuồng đó, kiếm chỗ đóng cái chiếc xuồng mới ha. Được không?
mắt em ơi. Cậy nó. Mắt là khoảng 20 triệu không? Không có gì. Chơi nhiều. Ông hai 80 mấy tuổi rồi nên tâm sự với ông hai. Ông hai thì cũng ít nói. Ông hai ơi, ông dở cái dèo lưới cho con coi ông nuôi con cá được không hai? Cá ông bự chưa? Dở không được. Dịch này lên được không? Hay là không hả? Dở cây thôi nhá. Dạ. Ai dèo lưới nhỏ xíu này nè các bác anh chị. Đây là cái khởi nghiệp của ông hai. Ở đây người ta gọi là ông hai sinh. Hai con cá này con thả vô cái dèo hả? Thả mấy này hết vô dèo luôn đúng không? Lừa cho nhanh để cho ông hai thả vô. Lạnh lắm, có lại sáng có lạnh lắm không hai? Buổi sáng có lạnh lắm không? Bình thường quá. Con đổ này vô đây ha. Do là của ông hai ông bắt được nên thành nữ là cứ thả cho tụi nó vô bay vô trong rồi. Thành nữ cũng vất vả lắm, cũng lội bộ lội nước lội sình rồi. Ai nè, con né qua cho ông hai đi nè. Đây đây. Để thôi nó kẹp con cá hả? Dạ. Ủa mắt ông hai sáng không cô bác anh chị? Cực kỳ sáng luôn. Rồi đó, thả đi. Mấy con còn có chút béo à, ông hai cũng thấy nó nữa. Tuổi già mà lao động được thì tốt, nhưng mà lao động với cái điều kiện môi trường như thế này á, nước nó vừa ô nhiễm nè, rồi những cái miễn chai rồi miễn ốc á, rồi thậm chí là sức khỏe á, mà để lội ngang cái con kinh này thì là một điều gì đó nó quá đáng thương đối với một tuổi của một cụ, cái tuổi mà cần nghỉ ngơi ha cô bác anh chị. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn gặp ông hai để xác minh gần cái câu chuyện của ông hai là cần cái chiếc xuồng để cho ông hai dân lưới bắt cá. Và chắc có lẽ là đoạn clip đến đây á, thì Bùi Hồ cũng khá dài rồi nên sẽ kết thúc và gặp lại cô bác của anh chị ở clip sau, clip về gặp hoàn cảnh gia đình của ông hai và bà hai sống trong một cái ngôi nhà mục nát, cũng như là họ sẽ hỗ trợ cho gia đình của ông hai có một cái chiếc xuồng, cũng như là những cái mong ước cuối đời của ông và bà cụ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở video clip sau ha.